Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Ngọn lửa Tây Nguyên. Ngày 17 tháng 6, trang Tiến Dân có bài Con cháu của anh hùng núp, không núp nữa của tác giả BM Chrome. Theo tác giả cho rằng, trong đất nước Việt Nam có một vùng lãnh thổ vô cùng đặc biệt là Tây Nguyên. Đây là nơi mà những người thượng đã định cư hàng ngàn năm, như người da đỏ Indian định cư ở châu Mỹ. Hình ảnh bài trên trang Tiến Dân. Người thượng ở Tây Nguyên bao gồm nhiều sắc tộc thiểu số khác nhau như người Zarai, Ede, Relai, Churu, Banna, Sedang, vân vân. Và một thực tế không thể chối cãi là những người dân tộc thiểu số hoàn toàn khác biệt so với người Kinh, tức người Việt, về mọi mặt như ngôn ngữ, truyền thống tôn giáo, luật lệ, y phục, văn hóa, tính cách và lối sống. Tương tự như những thổ dân da đỏ ở châu Mỹ, hoàn toàn khác biệt với người da trắng từ châu Âu đến xâm chiếm lục địa của họ từ sau thế kỷ 17. Theo tác giả, sau khi Cộng sản Việt Nam thống nhất đất nước bằng vũ lực hồi tháng 7 năm 1975, vùng Tây Nguyên mặc nhiên bị sáp nhập vào lãnh thổ Việt Nam và trở thành một bộ phận của quốc gia. Đồng thời, người dân Tây Nguyên mặc nhiên bị đặt dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách miễn cưỡng. Họ, người thượng Tây Nguyên, có muốn như vậy không? Tất nhiên là không. Tác giả nhắc đến việc người thượng đã tích cực tham gia vào lực lượng Cộng sản Bắc Việt chiến đấu chống lại Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh Việt Nam. Theo tác giả, không phải vì họ ủng hộ và đi theo chế độ Cộng sản, mà bởi vì họ được giới lãnh đạo Cộng sản hứa hẹn sau khi tiêu diệt được Việt Nam Cộng Hòa, nhà nước Cộng sản sẽ để cho vùng Tây Nguyên trở thành khu vực tự trị. Tuy nhiên, nhà nước Cộng sản đã không bao giờ thực hiện lời hứa đó. Sau khi thống nhất được đất nước, Cộng sản nhanh chóng áp đặt quyền cai trị độc đoán lên các dân tộc thiểu số này, bất chấp sự khác biệt sâu sắc về chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo, luật lệ và lối sống. Và mọi sự bất bình phản kháng của người thượng đều bị Cộng sản dập tắt bằng bạo lực. Tác giả nhận xét, sau nhiều thập niên nhiệt tình hăng hái giúp sức cho đối tác Cộng sản Bắc Việt tiêu diệt Việt Nam Cộng Hòa, cuối cùng người thượng bị đối tác trở mặt, xâm lược luôn lãnh thổ của mình, biến dân tộc họ thành nô lệ, hình ảnh sinh hoạt văn hóa của người Tây Nguyên. Trong suốt nhiều thập niên sau khi chiến tranh kết thúc, nhà nước Cộng sản không ngừng thực hiện âm mưu đồng hóa người thượng Tây Nguyên, xóa bỏ bản sắc dân tộc của họ. Đáng kể nhất là họ liên tục đưa người Kinh tới định cư ở vùng Tây Nguyên, chiếm đoạt một cách thô bạo và có hệ thống đất đai canh tác của người thượng bằng luật đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. Nói một cách thực tế, nghĩa là toàn bộ đất đai vùng Tây Nguyên đều thuộc sở hữu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo tác giả, người thượng Tây Nguyên bàng hoàng, phẫn nộ và bất mãn. Nhiều lần họ đứng lên phản đối, tranh đấu ôn hòa bằng lý lẽ, quyết bảo vệ đất đai canh tác quý giá mà ông cha để lại. Nhưng chỉ dẫn đến một kết cục, nhà nước Cộng sản cho công an hoặc cảnh sát cơ động đàn áp họ bằng bạo lực. Người thượng đã thực sự rơi vào tình thế rất tuyệt vọng. Họ không những không bảo vệ được đất đai mà còn bị đánh đập, bắt bớ, tra tấn, bỏ tù, sát hại một cách tàn bạo như nô lệ da đen ở nước Mỹ thời xưa. Ngay cả niềm tin tôn giáo của họ cũng liên tục bị nhà nước Cộng sản cấm đoán và xóa bỏ một cách quyết liệt. Trong bối cảnh bất lực và cùng quẫn ấy, một số người thượng đã chọn cách bỏ chạy sang các quốc gia khác xin tị nạn. Ước mơ tự trị của người Tây Nguyên như ngọn lửa chưa bao giờ lụi tắt. Nhưng bàn tay sắc máu tàn bạo của nhà nước Cộng sản đã bóp lấy ngọn lửa ấy và cứ siết chặt dần. Cho đến hôm nay, ước mơ ấy chỉ còn là một bệnh nhân thoi thóp, những hơi thở sau cùng trước khi sự sống hoàn toàn tắt liệm. Do đó, người Tây Nguyên chỉ còn sự sợ hãi và căm thù. Tác giả phân tích, với vụ đột kích vào hai trụ sở của nhà nước Cộng sản ở Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6, giết nhiều công an và cán bộ cộng sản đang tụ tập ăn nhậu và xem bóng đá, người thượng đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ và dứt khoát, đó là muốn lấy lại vùng đất Tây Nguyên để thành lập quốc gia riêng biệt của mình. Ngọn lửa Tây Nguyên có thể chỉ lóe sáng một lần rồi vụt tắt trước bàn tay tàn bạo ngày càng bóp chặt hơn nữa của nhà nước Cộng sản. Nhưng trong trái tim của người thượng Tây Nguyên, trong tận cùng sâu thẳm của tâm hồn họ, ngọn lửa ấy không thể nào bị dập tắt được. Cũng như niềm tin, niềm hy vọng rằng một ngày kia họ sẽ biến điều ước thiêng liêng duy nhất của dân tộc mình thành sự thật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Ngọn lửa Tây Nguyên.
Campuchia ngăn chặn người tham gia vụ Đắk Lắk đào tẩu. Ngày 16 tháng 6, AFA có bài Thủ tướng Campuchia ra lệnh tăng cường an ninh biên giới, ngăn người Việt có vũ trang đào tẩu. Theo AFA, Thủ tướng Hun Sen đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang Campuchia và các cơ quan chức năng ngăn chặn mạng lưới phiến quân người Việt Nam có thể đang ẩn náu tại Campuchia sau vụ tấn công hai trụ sở cơ quan công quyền ở Đắk Lắk. Hình ảnh bài trên AFA. Chỉ thị miệng của ông Hun Sen đưa ra hôm 16 tháng 6 sau khi Bộ Công an Việt Nam bắt giữ gần 50 nghi phạm bị cho là có liên quan đến vụ việc và truy tìm những người trốn thoát còn lại. AFA dẫn tin từ trang Khmer Times, theo đó, Thủ tướng Campuchia yêu cầu chính quyền hai tỉnh Mondulkiri và Ratanakiri có biên giới với Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam trực tiếp kiểm tra các làng mạc ở địa phương, không cho phép triệt để mạng lưới nổi dậy người Việt, những người có thể sống cùng người dân Campuchia. Ngoài ra, AFA cho hay ông Hun Sen cũng cảnh báo một số tổ chức quốc tế tại nước này tránh xa việc tiếp tay cho những nhóm này, nhấn mạnh đây là tội ác quốc tế và Campuchia không cho phép dùng lãnh thổ của họ để chống lại các quốc gia khác. Còn theo tường thuật của Tân Hoa Xã, vẫn AFA cho hay người đứng đầu Campuchia gọi các thành viên của nhóm có vũ trang là những kẻ khủng bố. Ông nói thêm rằng những người chạy trốn sang đây sẽ bị bắt và đưa trở lại Việt Nam nếu bị phát hiện. Ông cũng cảnh báo ông sẽ đóng cửa bất kỳ tổ chức quốc tế nào ở Campuchia nếu họ cho phép những người đào tẩu đó tị nạn. Phải làm mọi cách để không gây xung đột với Việt Nam. AFA dẫn một bài báo khác trên kênh UCA News của Liên đoàn Tin tức Công giáo Châu Á cho hay người Dega được gọi là một phần của cộng đồng bộ lạc người thượng đã chiến đấu bên cạnh quân đội Hoa Kỳ và đồng minh trong chiến tranh Việt Nam. Bài báo này viết, nhiều người đã cải đạo sang Cơ Đốc giáo và hiện đang phàn nàn về các chính sách đàn áp như đàn áp tôn giáo và chiếm đoạt đất đai của các quan chức địa phương. Thông thường người thượng tìm kiếm nơi trú ẩn trong thời kỳ khó khăn ở nước láng giềng Campuchia. Hình ảnh những người thượng bị bắt liên quan đến vụ tấn công đồn công an Đắk Lắk. Lực lượng an ninh đã bắt giữ, đánh đập, tra tấn chúng tôi. Họ đã phá hủy nhà cửa của chúng tôi. Họ đã phá hủy nhà thờ của chúng tôi, người Dega địa phương cho kênh UCA News biết trong một tuyên bố vào ngày 11 tháng 6. Tuyên bố trên theo UCA News cũng cho biết đất canh tác của những người sát dân bản địa đã bị tịch thu và mua mang bị phá hủy, trong khi những người Dega đã bị bắt cóc và bán sang các nước khác. Vẫn theo kênh này, tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại New York cho biết người thượng đã bị giám sát liên tục và chịu các hình thức đe dọa khác. Điều này bao gồm chỉ trích công khai, bắt bớ tùy tiện và ngược đãi trong khi giam giữ, khi chính quyền thẩm vấn họ về quan điểm tôn giáo và chính trị, cũng như nỗ lực chạy trốn khỏi Việt Nam do Đảng Cộng sản cai trị. AFA dẫn lời bình luận của tiến sĩ Bill Hayton, cựu nhà báo lâu năm của BBC, người từng làm việc với tư cách phóng viên biệt phái tại Việt Nam và Myanmar. Nay là học giả tại Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về quan hệ quốc tế, nói rằng tôi e rằng tôi không biết nguyên nhân, thế nhưng tôi không thể tin rằng điều này đến từ hư không. AFA dẫn báo Đắk Lắk ngày 16 tháng 6 cho biết hiện lực lượng công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật, triển khai đồng bộ các biện pháp loại trừ nguy cơ vụ việc tương tự, lợi dụng vụ việc này để kích động gây mất an ninh trật tự, chỉ đạo rà soát các phương án, bảo đảm tuyệt đối an ninh trên địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm, nắm chắc tình hình tham mưu cấp ủy chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, loại trừ những yếu tố tiềm ẩn phức tạp phát sinh từ sớm, từ xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Campuchia ngăn chặn người tham gia vụ Đắk Lắk đào tẩu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d.